Ok, hai anh chị các bạn ha. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stormy Gaming đây các bạn. Ok, thì ngày hôm nay đây chính là người anh em siêu nhân gao bạc các bạn ha. Ok, thì sau khi mà gao bạc từ ở một bên cái vũ trụ khác trở về, vì anh phải gọi là đi chiến đấu liên vũ trụ các bạn ha. Đó, thì siêu nhân gao đen nó đã phát tín hiệu để kêu gao bạc quay trở về lại San Andreas các bạn. Đó, quay trở về lại trái đất và quay trở về lại San Andreas. Và cái thằng siêu nhân gao bạc này nó nói với lại một cái giọng rất là sợ các bạn nha, rất là sợ sệt, rất là gọi là muốn chết đi sống lại các bạn, nói là không ra hơi luôn á. Cho nên là ngày hôm nay người anh em siêu nhân gao bạc sẽ gọi là quay trở về thành phố San Andreas và qua cái thằng gao đen á, coi thử coi như thế nào các bạn ha. Không biết chuyện gì đang xảy ra mà có vẻ như là tình hình nó đang rất là nghiêm trọng á, thì cái thằng gao đen nó mới gọi cho gao bạc á các bạn ha. Đây, thì hiện bây giờ á, gao bạc đang đi trên con xe Open Show V2 ha các bạn ha. Thì cái con xe này á, là cái con xe có thể là bay được các bạn. Thì nó sẽ có hai phiên bản ha. Một á, version á, thì nó sẽ gọi là chạy đất, nó cũng bay được nhưng mà nó phải vận động cơ. Thì khi mở lên cao á, nó sẽ lợi dụng những cái cánh ở trong chiếc xe nó để nó bay các bạn. Còn xe nó bay 100% luôn ha, 100% luôn á các bạn. Ok, bây giờ mình đang bay qua chỗ của gao đen đây các bạn. Qua ngọn núi này là tới ha. Đấy, hình như mình nghe đâu sơ sơ á, là gao đen á nói những người anh em siêu nhân gao đã bị mỗi con ma thử cho đó sát hại các bạn. Kể cả siêu nhân gao đỏ cũng bị hả, gọi là cái con ma nữ đó chiếm hữu nữa. Quái thật. Đây, cái con xe này thì chạy dưới không được nha các bạn. Chạy giống như là xe máy thì không được, tại vì nó thuần bay mà. Nó chỉ chạy sát thôi các bạn, nó chỉ chạy sát xuống dưới đường thôi. Nhưng mà khi mà nó chạy sát dưới đường á, tốc độ lên rất là nhanh nha các bạn. Có thể lên 200 mấy luôn á. Và tốc độ nhanh quá thì mình kiểm soát không có được đâu. Như bay thấp thì tốc độ nó sẽ khá là nhanh đó các bạn. Trời ơi, nó chạy kìa. Vãi thật. Xe này xe mà gao bạc lấy từ bên ngoài vũ trụ về mà các bạn. Cho nên là nó đi khá là nhanh luôn. Ui, what the. Bây giờ chắc mình chạy đâu rồi. Cái GPS của thằng gao đen nó gửi mình là nằm bên đây mà. Đây các bạn. Đúng bên đây không ta? Đúng rồi bên đây nè. Ngay tại bên đây luôn chứ không đâu xa hết. Đây gao đen đây các bạn. Ảnh núp đây nè. Đâu rồi? Đây mình lên xe đi các bạn ơi. Đi cho nó ok ha. Rồi để cái xe đi. Trời ơi, ngã luôn con xe vũ trụ của mình rồi. Không sao các bạn ơi. Ở đây có chị Bolit đang đứng dùng nhòm gì nè các bạn. Trời ơi, chị Bolit xin vãi các bạn ha. Đồ này giống như đồ serif vậy các bạn ơi. Serif á. Mình đứng lên mà tóc này luôn ha. Thôi kệ, ngày hôm nay thì mình đang đi giải quyết một cái vấn đề mà. Gao đen ơi, mày có đây không vậy gao đen? Gao bạc qua rồi nè gao đen ơi. Mày đâu rồi? Như nó đây đúng không? Vãi thật. Núp kỹ chưa ba? Đây gao đen này các bạn. Ê gao đen, tạo gao bạc nè. Mày gọi tao về gấp vậy, có chuyện gì vậy? Không cà, cà cà sống. Không cà sống rồi. Anh xin nhìn bạc đây. Trong lúc anh đi đã có rất là nhiều chuyện khủng khiếp và kinh khủng xảy ra. Anh có biết là toàn bộ anh em đã bị chết chia tài của một con ma nữ rồi không? Biệt đội siêu nhân gao mình nổi tiếng là siêu nhân mạnh nhất bao giờ gần gờ mà. Tại sao á lại bị chết chứ tao một con ma nữ? Đâu, mày giải thích rõ ràng cặn kẽ cho nó nghe xem nào. Thì á, cái con ma nữ này á, nó bám lên người á, của người em gao trắng. Xong đó tụi tôi á đã đi vào để giải cứu em siêu nhân gao trắng và đánh bại con ma nữ đó. Nhưng mà tụi tôi không ngờ rằng là siêu nhân gao rõ rồi trưởng đã có một cái giao kèo với nó. Đó chính là nếu như mày buông tha cho gao trắng thì tao sẽ là người đứng ra để gọi là cho mày ký sinh lên. Cho nên là bây giờ nó nhập vô người anh gao đỏ, và anh gao đỏ thì quýnh đâu ai chịu nổi đâu. Chết nó rồi còn mình tôi hên chạy được. Vãi được, có chuyện này nữa hả? Đi theo tao.
Để tao chở mày qua bên nhà để coi thử coi là con ma nữ nó giữ cỡ nào. Đi thôi Gao Đen. Đây đây đây. Ây da, chết rồi. Con xe của mình nó bị hư luôn rồi các bạn. Muốn chạy được. Nè Gao Đen đâu rồi? Lên Gao Đen. Ây da, cái con xe này nó đi được hả? Có một người các bạn. Thôi để mình chạy qua trước đi. Để cho thằng Gao Đen này đi các bạn ơi. Lát nữa mình lấy con xe hai người mình đi sau ha. What the, tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra ta? Một chuyện khá là kinh khủng luôn á mọi người. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy cây súng rất là đặc biệt á của người anh em Gao Bạc Kha các bạn ha. Đây nè, đấy. Các bạn thấy cây súng đặc biệt của người anh em siêu nhân Gao Bạc chưa các bạn? Cây súng này từng làm mưa làm gió trong hở bao quờ găng gỡ các bạn. Người ta gọi là Gao Kinh á các bạn ha. Gao Bạc là Gao Kinh á. Đâu? Cái con ma nữ đâu rồi? Mình có thấy gì đâu. Ây da, trời ơi. Chạy về mà cũng té sấp mặt nữa, hay thật. Để mình điều tra coi có manh mối gì không. Cái thằng Gao Đen luôn rồi ta. Cái thằng Gao Đen không biết nó chạy về tới đây chưa nữa. Gao Đen đâu rồi? Ở đây, đây, đây. Nè Gao Đen, tao có thấy gì trong nhà này đâu. Cũng chả thấy bất cứ một cái manh mối gì cả. Trời ơi, anh về dễ quá thì làm sao anh thấy được. Lúc á mà nó xét hại á, Gao vàng này, Gao trắng này, rồi hả Gao xanh này, thì tụi chả mất tiêu rồi. Bây giờ á thì xác của những người đó bây giờ đang ở đâu á, tôi cũng không biết nữa. Từ lúc á mà xảy ra cái vụ việc đó, tôi trốn ngoài đó tới bây giờ luôn á. Mày đúng là thằng chay nhát mà Gao Đen. Tất cả anh em á đã gọi là xuống xác để chiến đấu như vậy mà mày lại lo bỏ chạy hết Gao Đen. Quải thật. Chả thấy manh mối gì cả các bạn. Mình nghĩ á là cái con ma nữ Krasue này các bạn, nó đang có một cái mưu đồ gì rất là thâm độc các bạn ha. Chắc có lẽ nó đã bắt xác của những người anh em Gao trắng này, Gao vàng này và Gao tím các bạn ha. Nhưng mà bây giờ á thì mình không biết nó bắt gì đâu. Để mình lôi con xe mình lên các bạn ơi. Cái con xe mình có một cái máy quét các bạn ha, nằm ở trên chỗ mình xăng nè. Đấy, mình sẽ quét định vị những người anh em của mình các bạn ơi. Mình quét nha, mình quét thì lát nữa sẽ nó sẽ có gọi là GPS để mình có thể xác định được. Mình quét nha. Rồi, mình đã có thông tin á, chỗ của con ma nữ này nó giam những người anh em Gao của mình rồi các bạn. Mình phải nhanh chóng á đi giết con ma nữ thì thôi, chứ nếu không á thì nó sẽ kiểm soát hết tất cả mọi người á, siêu nhân Gao nó bắt được luôn. Tới lúc đó thì là bó tay luôn nha các bạn. Giờ phải đi thôi. Thôi mình cho thằng Gao Đen nó đi theo sau đi các bạn, chứ xe này có một chỗ à, nó đi sao thì nó đi nha. Đây các bạn, cái chỗ mà mình phát hiện nó nằm ở rất là xa, rất là tích xa ngoài kia kìa. Rồi, ok, let's go ha mọi người. Để bay thấp thấp xíu, mình lấy tốc độ cho nó max speed luôn ha. Đây, ok. Wow. Ây da, chết tôi, trời ơi. Trời ơi, con xe bốc khói luôn rồi các bạn ơi. Ở bay cao đi mọi người à. Con xe mình nó bốc khói luôn rồi. Bay thấp là hồi nó nổ xe luôn á, nó big bang luôn á. Nó bốc khói rồi mọi người ạ. Con xe đem từ vũ trụ về mà chưa làm được gì hết, có khói luôn rồi. Thật là bả linh hồn. Đây, mình quét được là cái chỗ của con ma nữ đó và những người anh em Gao tụi mình nằm ở đây các bạn ha. Nó nằm ở đâu vùng sâu vùng xa dưới gì cha. Nó tưởng là nó có thể trốn được mình và nó có thể qua mặt được Gao Bạc các bạn ạ. Mình đâu có được. Đâu ta? Để mình kiểm tra. Có một cái gọi là một cái đường hầm bí mật nào ở trong đây hay không, hay là nó nằm ở ngoài đây hả?
mình cũng chưa có biết rõ được. Có người nào đó có cái cửa bí mật ở đây không ta? Cái key á các bạn. Đây có cửa nào đây không ta? Chắc không có rồi. Bây giờ á mình sẽ qua cái địa điểm thứ hai các bạn ha. Đó chính là bên đây. Tại lúc đầu á gao bạc nó quét tới hai địa điểm được mọi người. Ở bên đó hình như là mình nhớ là nó có một cái đường hầm bí mật nào đó gì phải. Ui. Trời ơi. Đâm vô mấy cây là chết luôn á. Xe này bay khá nhanh luôn các bạn, tại vì nó bay dùng địa hình đó. Ngày hôm nay thì trời nó khá là mưa các bạn nha. Không có đẹp cho lắm. Đây một mình một ngựa các bạn. Do là cái chiếc xe này nó bị hư chút xíu rồi, cho nên nó là nó bay khá chậm đấy. Giờ mà quất cái nữa là nổ chắc luôn các bạn. Giờ quất cái nữa là nổ chắc luôn á. Đấy, mình bay, trời ơi, mình bay dễ lên 200 mấy luôn nè. Tốc độ khá nhanh luôn các bạn ha. Ê, 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 bất giỡn đi nha. Trời ơi, mình thấy không thấy gì luôn á. Có người nào đang bay cái đụng trúng cái cục đá ngầm là banh luôn với xe không? Banh luôn với xe luôn đi chứ. Đây gần cởi rồi ha. Đây là đây mọi người. Chính là chỗ này. Dust Blade các bạn. Rồi bên đây ha. Đây chính là chỗ này. Oh yeah, ngay chỗ này nè các bạn. Wow. Hình như mình nhớ nằm đâu ở đây nè. Nằm đâu bên đây thì phải. Hình như chỗ này đúng không? Đúng rồi. Tụi mình xuống xe các bạn ơi. Đúng là chỗ này rồi các bạn à. Đây. Phải thật. Có luôn hả? Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong đây không mọi người. Mấy cái này bắn được không ta? Mấy cái này như chỉ là hình nhân thôi à. Wow. Nhìn cái chỗ này giống như là. Ôi, trời ơi, ghê vậy. Toàn là lông sắt với lại sọ người không à. Giống như là những cái nhà mà thời trung cổ của hồi xưa các bạn, những cái thời phong kiến đó các bạn. Đây đây đây. Vãi thật. Mình đã thấy được người em gao trắng của tụi mình rồi nè. Uầy, nó bị bỏ tuốt ở trong đây luôn hả? Xung quanh thì toàn là những bộ xương khô thôi các bạn. Mình đoán là những bộ xương khô này nó tồn tại hàng ngàn năm rồi đó. Tại sao á nó lại bỏ người em gao trắng của mình nó vô trong đây ta? Đây, gao vàng nữa. Để mình xem thử. Những người này thì vẫn chưa chết nha các bạn. Vẫn còn thở. Đây. Gao, đây là gao xanh nước biển. Vẫn còn thở. Bây giờ á, mình phải đem á những người anh em gao điện tụi mình á đi ra ngoài thôi các bạn. Chứ bỏ đây là họ nó thành đống xương khô giống như là mấy thằng nằm ở đây luôn á. Có khi nào ở đây là xào huyệt có con ma nữ đó không ta? Cũng có thể lắm á nha mọi người. Ghê vậy. Ê, mà còn gạo đỏ nữa các bạn. Gạo đỏ đâu rồi? Ê, hình như á là mình đã bắt được á một cái GPS ở bên chỗ cái phòng thí nghiệm bên kia nữa rồi mọi người ạ. À. Bên phòng thí nghiệm bên kia các bạn ha. Nó ngay đây luôn nè. Wow, bây giờ mình phải đi qua cái phòng thí nghiệm bên kia rồi các bạn. Đây các bạn, mình linh cảm là có chuyện không ổn rồi. Cho nên là mình đã bật sức mạnh của gạo bạc lên để mình đi qua bên kia mình xem thử như thế nào nha. Đây các bạn, đây là bên chỗ phòng thí nghiệm nè. Để mình đáp xuống như thế nào nha. Ok man.
Đâu rồi, chuyện gì đang xảy ra hôm nay vậy? Ui, đây chính là gao đỏ này các bạn. Dạ, cái gì vậy? Đây, gao đỏ, đây là con ma nữ Krasue đúng không? Nè, con ma nữ Krasue, mày đang làm gì cái thằng gao đỏ vậy? Mày lại là một thằng siêu nhân gao khác ở trong cái biệt đội của bắp này hả? Thấy rồi mà còn hỏi. Tao đang hút hết linh hồn của thằng gao đỏ này đây, để chính thức chiếm lấy thần xác của nó. Những thằng gao ở trong tù kia cũng sẽ chịu hoàn cảnh chung với thằng gao đỏ này. Mày đừng hòng làm như vậy. Có gao bạc tao ở đây thì ngày hôm nay là ngày tàn của mày rồi. Cửa ra xue, năm thằng làm còn không lại tao, huống chi một mình mày. Uầy, cái con ma nữ đâu rồi các bạn? Ây da, trời ơi, nó tấn công mình kìa các bạn. Được rồi, uầy, con ma nữ này á, mình nghe gao đen nói là ở đâu có mạnh tới vậy đâu. Sao kỳ này nó còn có super power nữa. Ây da, ây da, chết tôi. Này thì ma nữ hả? Gao bạc không phải là hàng dừa đâu. Da nó còn xoáy mà nữa chứ. Đâu rồi, đâu rồi? Ây da, mình chưa chơi sức mạnh các bạn ạ. Mày tưởng mới hút sinh lực tao được hả? Mày tưởng mới hút sinh lực. Đây chính là sức mạnh thật sự của con ma nữ này các bạn. Ây da, nó hút mình lại kìa. Ghê thật. Thì ra nó chỉ giả bộ những người anh em sinh gao bình thường của mình thôi. Gặp mình là nó phải sử dụng super power các bạn. Nếu không thì... Đâu rồi? Trời ơi, nó còn trốn dưới đất nữa, con ma nữ này. Cháy mày chưa? Mình sẽ sử dụng đạn đạo siêu khủng khiếp các bạn, để đốt cháy con ma nữ này. Ngọn lửa của tử thần nha con. Ngọn lửa của God Rider, xem mày có sống được hay không. Bây giờ sao nó mạnh vậy? Mày hả mày? Mày ma nữ hả? Ây da, mình bại nên cũng được luôn. Thôi à, thật là chết tiệt. Ây da, gao bạc đó, cũng coi chừng thua con ma nữ này nha. Trời ơi, nó bại được luôn, ghê chứ. Trời ơi, nó bút lên cả lên tới trời cao luôn kìa. Quá kinh khủng con ma nữ này. Mày nè, ma nữ hả mày? Trời đó. Mày hút tao nè. Đâu rồi mọi người? Trời ơi, mình thấy nó rồi mà mình tấn công không kịp luôn. Đâu rồi? Mày đây hả mày? Ra đây. Ác thiệt chứ. Trời ơi, đâu quýnh mình kìa. Vãi thật. Mày mất dạy thật cái chứ. Đâu rồi? Mày không mày? Chết mày chưa, cho mày chưa? Mày nè. Trời ơi, nguyên dũng máu luôn các bạn. Này thì ma nữ. Trời ơi, ghê thiệt. Đánh với nó một hồi nó mới chết luôn á các bạn. Vãi linh hồn. Gao bạc ơi, gao bạc, tụi tới nè. Trời ơi, thiệt tình. Tao đánh xong con ma nữ rồi á, mày mới tới. Gao đen. Thì em đâu có biết đâu. Trời ơi, em đi xe máy chết bà em luôn. Anh thì chạy xe bay. Làm sao mà em có thể giết kịp anh được chứ? Thôi không sao, dù sao thì tao cũng tiêu diệt được con ma nữ rồi. Đi bên hang động thôi, gao đen. Rồi, cái hang động ở đâu rồi ta? Đây các bạn. Rồi, mình sẽ giải cứu những người anh em siêu nhân gao của mình ra thôi ha các bạn ha. Wow, những người anh em siêu nhân gao của mình đã được sống dậy rồi cơ.
Nhưng mà liệu họ đã bình thường với chứ? Ờ, chào, chào đó bạn. Ủa, anh về rồi hả? Đúng rồi, tôi về rồi đây. Nhờ có sự gọi điện thoại và kêu gọi của Gao Đen, cho nên tôi đã có mặt ở đây và giải cứu tất cả mọi người rồi. Mọi người khỏe chứ? Vâng, tụi em khỏe rồi, anh Gao Bạc. Nếu như không có anh thì em không biết phải làm sao nữa. Ok, nếu như mọi người khỏe được như vậy rồi thì ok rồi. Từ nay về sau, mấy anh em khỏi cần phải lo về con ma nữ Krasoe nữa. Tôi đã tiêu diệt nó hoàn toàn rồi. Rồi, ok các bạn ha. Và như vậy thì những người anh em sinh nhân Gao của mình đã hoàn toàn bình phục và khỏe mạnh 100% rồi các bạn ạ. Và video này của mình cũng xin tạm kết thúc tại đây ha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem vào clip này của mình nha. Nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe. Nếu như các bạn có yêu cầu là có ý kiến gì thì các bạn cứ comment ở phía bên dưới nha. Ok, còn bây giờ thì mình là Stormy Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Bye bye.